Thầy xin chào các bạn. Hôm nay thầy chia sẻ với các bạn một cái chủ đề về lời Đức Phật dạy về đạo đức nhân bản nhân quả. Và thầy cũng sửa luôn cái sai của mấy cái giảng sư giảng sai đạo Phật, nhất là cái hòa thượng Tịnh Không. Để cho các trò thấy những cái lối mà giảng dạy nó không đúng đạo Phật. Nó không đúng lời Phật dạy. Để các trò thực hiện cái chữ hiếu cho nó đúng. Chúng ta hiểu về chữ hiếu, sống theo hiếu cho nó đúng. Đời sống hiếu sinh thì cái chữ hiếu trong đạo Phật cho nó đúng. Sống theo chữ hiếu thế nào cho nó không có khổ mình, khổ người. Cho nên trưởng lão Thích Thông Lạc là một bậc trí tuệ, Ngài mới nói đạo Phật là một nền đạo đức nhân bản nhân quả, sống không có tự làm khổ mình, làm khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Khi nào chúng ta biết sống theo đạo đức nhân bản nhân quả mà không còn làm khổ mình, khổ người thì có nghĩa ta là người giải thoát. Ta là người được hưởng phước báo an vui. Đấy là đời sống trí tuệ, đó là đời sống của giới. Đời sống của từ bi giới, đời sống của thánh giới, đời sống của trí giới, đời sống của hạnh giới, giới đức, giới hạnh. Khi con người ta hiểu ra, người ta sống theo nó, chứ cái lối dạy truyền của các cái danh sư nổi tiếng như Hòa Thượng Tịnh Không là dạy sai đạo Phật. Sai đạo Phật, phỉ báng Đức Phật. Đi ngược nhân bản nhân quả. Cho nên con người ta nó đi vào u mê, nó không có lối nào thoát ra. Hôm nay thầy chia sẻ cho với các trò về chữ hiếu, về lời Đức Phật dạy. Các trò hãy nghe cho nó kỹ. Đức Phật dạy rằng tội lỗi lớn nhất của đời người là tội bất hiếu. Vô ơn bất hiếu. Những cái người không biết hiếu kính, hiếu nghĩa, những cái người vô ơn, sống vô ơn ở ngoài xã hội,
Thứ nhất bất hiếu làm sao? Bất hiếu mấy người. Bất hiếu mấy người là ăn của người ta mà vô ơn bạc nghĩa. Cho nên Đức Phật dạy rằng ăn một bát cơm thì phải biết ơn người nông phu nặng nhọc cấy trồng. Là người tu hành ăn nhờ đàn na tín thí mà sanh tâm hung ác, chửi bới con người, khinh ghét con người, sanh tâm ngã mạn, sân hận ngã mạn, khinh khi con người, không biết có lòng yêu thương. Cho nên cái ứng xử đối với người đời thường là một bậc đạo sư ăn nhờ đàn na, không làm ra của cải vật chất thì phải biết sống đúng đạo đức. Nếu anh không sống đạo đức, anh sống xa hoa lãng phí, anh sống kênh kiệu ngã mạn, anh sống tôi đòi ăn trên ngồi chốc, anh sống theo cái lối sống ngồi trên, ăn trên ngồi chốc, kênh kiệu vênh vác, thì có nghĩa là anh không biết, anh là cái hạng người vô ơn, ăn miếng cơm mà không biết ơn người nuôi mình là hạng người bất hiếu. Cái tội bất hiếu này là cái tội phải trả ơn đàn na cho rất nhiều đời. Mình mà không đủ đức hạnh, không rèn rũa, không có lòng từ mẫn, thật sự chân thật, không có sự yêu thương con người thật sự, không có rèn rũa cái tấm lòng từ bi, mà không có ăn trên ngồi chốc mà ngồi đó cho người lễ lạy, thì cái đó là cái tội rất nặng. Cái người từ bi, yêu thương con người, không có phân biệt. Cái người từ bi biết sống, đạo đức hiếu sinh. Ăn một miếng ăn biết nghĩ đến đàn na, biết nghĩ đến người đói khổ. Thì không bao giờ cho phép mình sống một đời sống hơn người. Mình là cái người tu hành, không làm ra của cải vật chất, biết sống, dạy người sống theo đạo đức ấy, thì mới là người, không là người vô ơn. Ra làm thầy cậy mình là quyền sinh quyền sát, được người cúng dường, không biết thương ơn đàn na, mua xe tiền tỷ để đi, để khoe đời, dùng vào những cái việc nó không có chân chính, trong khi bao nhiêu người đói ăn rách mặc, là một cái người vô ơn, bất hiếu, tức là không có hiếu nghĩa. Cái tội này là cái tội phải làm thân trâu ngựa. Vì tham lam này phải làm thân trâu ngựa, đền trả chúng sinh rất nhiều kiếp. Một cái người cúi đầu nghĩ thương chúng sinh mà cúi đầu sống từ ăn uống, phải khởi tâm từ bi,
nên không ai cho phép quý vị khoác áo nhà Phật, ăn trên ngồi chốc, sống xa hoa như là ông Hoàng bà Chúa như vậy. Một cái người thánh nhân ở ngoài đời, người ta sống, người ta biết yêu thương con người, người ta còn biết chìa bàn tay san sẻ, người ta còn biết sống theo đạo đức, huống hồ là một người tu hành. Đấy là trong chốn tu hành. Còn đối với chúng ta ở trong gia đình, trong gia đình là cái tội bất hiếu, cũng là cái tội đại tội, không bao giờ có được hạnh phúc đối với những con người bất hiếu bất nhân. Bất hiếu với cha mẹ là một cái đại tội, cho nên phải biết sám sửa. Cho nên ở đây chúng ta thế nào là thực hiện chữ hiếu với cha mẹ cho nó đúng? Hôm nay xin chia sẻ với các trò có duyên với đạo Phật để chúng ta hiểu chữ hiếu cho nó đúng. Hiếu nào là hiếu mới là không làm khổ mình khổ người? Hiếu nào mới là tận hiếu? Hiếu nào mới là hiếu cao thượng nhất? Các trò hãy lắng nghe cho kỹ mà thực hiện cái đời sống đạo đức nhân bản nhân quả cho nó đúng, để chúng ta không phải gánh cái lấy cái tội đời này đời sau. Trong cái chữ hiếu với cha mẹ, hiếu được đến đâu thì tốt đẹp đến đó. Nó có nhiều cấp độ hiếu khác nhau. Cái hiếu thứ nhất là hiếu dưỡng, tức là cha mẹ về già ta chăm sóc nuôi dưỡng cha mẹ. Đây là cái báo hiếu thứ nhất. Nhưng cái báo hiếu này cũng không phải là tận hiếu, bởi vì không thể trả hết mạng cho cha mẹ ta được. Cha mẹ ta sinh ra ta, bế ấm ta, nuôi dưỡng ta, cho nên chúng ta không thể tận hiếu bằng cái con đường này được. Không thể trả hết hiếu cha mẹ bằng con đường này được, bởi vì ta không thể đẻ ngược lại cha mẹ, cũng không thể bế. Có thể về già cha mẹ ốm đau, ta chăm sóc, ta phải bế ấm đền trả cha mẹ. Cho nên cha mẹ ốm đau khổ đau, chúng ta sẽ phải, hầu hết con cái sẽ phải bế ấm tắm rửa cho cha mẹ. Đây là trả một phần hiếu thôi, chúng ta gánh cái hiếu đền trả cha mẹ. Hầu hết con cái đều phải lo cái chỗ này, hiếu dưỡng đền trả cho cha mẹ. Sống trước đổ đâu, sống sau đổ đấy, nhưng chúng ta sẽ lại phải trả nợ nhân quả, trả cho con cái. Bởi vì sao? Lại phải sinh ra con cái như cha mẹ bế ấm. Cho nên chúng ta có hiếu với con, chứ ít ai có hiếu với cha mẹ. Bởi vì chúng ta là người nợ đứa con, cha mẹ là người gì? Nợ duyên sinh ta. Có khi con cái ốm đau thì lo tới lui, nhưng cha mẹ ốm đau thì bỏ bê. Có khi con cái chết thì khóc hàng chục năm không dứt, nhưng mà cha mẹ chết thì dừng.
Cho nên ở đây là con người luôn trong cái khổ vì nợ. Người ta gọi là nước mắt chảy xuôi. Cho nên suốt đời không hiểu đạo nhân quả, gánh nợ, khóc lóc trong khổ đau. Và phải gì trả nghĩa hiếu này. Cho nên cái hiếu dưỡng là cái hiếu thứ nhất, là chăm sóc cha mẹ. Nhưng cái hiếu này thì nó chưa thể đi đến hết khổ đau, vẫn còn làm khổ mình, khổ người. Có khi cho cha mẹ ăn uống nhiều, cha mẹ tham ăn tục uống, cha mẹ gì sinh bệnh tật. Chúng ta thấy rằng ngày nay vì ăn uống nhiều, thiếu tiết độ, con người sinh bệnh tật rất là khổ. Nhà thầy có một cái nhà mà nuôi thầy từ nhỏ, thầy mồ côi, nhà thầy nuôi thầy cho thầy ăn học đó. Các chú em thầy nó rất là thành đạt, giàu có. Bà mẹ nuôi thầy, bà ấy sống, bà suốt ngày tim mạch, càng bồi bổ nhiều thứ nhân sâm, rồi bồi bổ những thứ quý hiếm. Bà càng béo phì, càng ặt ẹo, nằm đi viện mấy lần, ngồi thở không ra hơi, sống trong dục lạc, chăm sóc cha mẹ là hiếu dưỡng. Như vậy thì vẫn còn khổ cha mẹ, làm khổ người. Ở đây do vô minh mà ra. Nhưng cái hiếu này cũng dù sao cũng an ủi được một phần cha mẹ, làm cho cha mẹ vui lòng. Nhưng mà vui theo dục khổ. Cái hiếu này vẫn là hiếu khổ mình, khổ người. Vẫn trong vòng cái khổ. Đấy là cái hiếu thứ nhất, là hiếu dưỡng, là vẫn trong vòng cái khổ, chưa phải là tận hiếu. Cái hiếu thứ hai là hiếu nghĩa, sống luôn biết ơn nghĩa cha mẹ sinh thành. Không có gì chửi bới cha mẹ, chửi cha chửi mẹ, luôn biết ơn nghĩa cha mẹ. Cái hiếu này là cái hiếu tốt. Cái hiếu tốt. Nhưng mà cái hiếu này vẫn chưa phải là cái hiếu giải thoát. Bởi vì cái hiếu này vẫn trong cái vòng luân hồi ái kiết sử khổ đau. Cha mẹ chết thì con rơi nước mắt. Con chết thì cháu chắt nó lại khóc ròng. Sống trong cái tư tình luân hồi đau khổ. Cho nên con người ta dắt díu cái nợ duyên tình cảm, ưa ái, yêu ái, không hề rời bước. Nó khổ đau. Quyến luyến tư tình, khổ đau không dứt. Cho nên người này khổ thì người kia cũng khổ. Nhưng đối với người biết hiếu nghĩa thì cũng là một cái điều tốt đẹp, đáng trân trọng. Nhưng cái hiếu này vẫn còn làm khổ mình, khổ người. Tiến lên một cái hiếu nữa là hiếu kính. Là một con người biết hiếu kính cha mẹ. Cha mẹ chết thì tôn kính cha mẹ, sống thì tôn kính cha mẹ, lễ phép với cha mẹ, gia đình giữ gìn gia phong nề nếp, tôn kính cha mẹ, và chết thì lập bàn thờ, thờ kính cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Cái đạo thờ ông bà, cha mẹ, tổ tiên của chúng ta là một cái đạo rất là tốt đẹp trong truyền thống văn hóa Việt Nam.
nó làm cho con người ta biết sống trong thế giới biết ơn. Sống thì biết ơn, tôn kính ông bà cha mẹ, và chết thì lập bàn thờ để giữ gìn gia phong ấy, cho con cháu đời sau biết gì, biết giữ gìn nề nếp gia đình, biết có trên có dưới, biết sống hòa thuận an vui. Cái hiếu này là cái hiếu tốt đẹp, nhưng cái hiếu này vẫn còn là cái hiếu trong cái vòng khổ đau. Bởi vì con người chưa thể giải thoát khổ đau, con người sống vẫn khổ, cho nên nó sinh ra nhiều điều rất là, bây giờ nó sinh ra biến tướng, sống thì đến chết thì lo xây mồ cất mả lớn. Không, cái hiếu tiếp theo là cái hiếu thuận. Hiếu thuận tức là tùy thuận, thuận chiều ông bà cha mẹ. Là cái hiếu để cho cha mẹ được an vui. Nhưng mà cái hiếu này thì vẫn trong cái vòng khổ mình khổ người. Bởi vì đôi khi ông bà cha mẹ ta tham lam, ta vẫn phải tùy thuận theo. Ông bà cha mẹ ta sống ác, ta vẫn tùy thuận theo. Như vậy thì là chúng ta tùy thuận, nó không đành chạy theo cái sai. Như vậy thì cái hiếu thuận đôi khi nó vẫn còn là khổ mình khổ người. Cái hiếu tiếp theo là cái hiếu hạnh, tức là mình sống làm một con người đức hạnh, làm một con người tốt đẹp, sống không làm khổ cha mẹ, làm một con người tốt đẹp để cho cha mẹ vì mình mà an vui. Con cái trưởng thành, sống chân chính, sống đầy đủ phước hạnh, con cái trưởng thành sống tốt đẹp, con cái trưởng thành sống an vui, con cái trưởng thành sống là người có ích, con cái trưởng thành sống có đạo đức. Như vậy cha mẹ nhìn con cái mà thấy an vui. Cái hiếu này là cái hiếu tốt dần, cái hiếu này là cái hiếu tiến gần đến đạo Phật rồi đó. Cho nên chúng ta hiểu cái hiếu cuối cùng mà trả hết ơn nghĩa cho cha mẹ là cái hiếu mình sống đức hạnh, mình tu hành đức hạnh, và để gieo duyên cho cha mẹ mình học theo, để cha mẹ mình bớt keo kiệt bủn xỉn, bớt sống trong giới ác tham, bớt sống trong sự thù hận, biết bớt sống trong si mê ảo tưởng, biết sống trong, bớt không còn sống trong gì, ngã mạn. Có nghĩa là làm cho cha mẹ hiểu đạo, cho nên để cho cha mẹ mình, hướng cho cha mẹ mình sống trong giới, giới lành, làm cho cha mẹ mình tự mình giải thoát, sống theo đời sống giới thanh tịnh giải thoát. Làm cho cha mẹ như vậy, cha mẹ tự mình an vui, cha mẹ tự mình giải thoát khổ đau ngay đời này, cha mẹ mình giải thoát khổ đau đời sau, cha mẹ mình sống lành và chết lành. Như vậy thì mới là cái người hiếu cuối cùng, trả hết ơn nghĩa sinh thành cho cha mẹ,
Cho nên người con như vậy là người con có đại phước. Có bốn cái đại phước cho một người cư sĩ, cho một người tu sĩ, một người cư sĩ. Đại phước thứ nhất là đại phước gì? Trả hết nợ duyên sinh cha mẹ con cái. Cái đại phước thứ hai, đại phước tự mình tu hành hết khổ giải thoát. Đại phước thứ ba là đại phước bố thí chánh pháp, lập thất cho người tu hành và bố thí pháp lành, nuôi dưỡng người tu. Cho nên chúng ta phải hiểu chữ hiếu là như vậy, làm cho cha mẹ sống theo đạo lành. Cho nên phải để cho cha mẹ mình tu hành, hướng cho cha mẹ mình tu hành theo đạo Phật chân chính, tức là tu hành theo giới. Tí nữa rồi thầy đọc cái bài kệ của Đức Phật: già có giới. Cho nên phải làm như vậy, phải hướng cho cha mẹ như vậy. Mình phải sống đạo đức cho cha mẹ thấy, mình phải sống phạm hạnh cho cha mẹ thấy, và hướng cho cha mẹ sống theo, nghe theo, làm theo. Cho nên cha mẹ sống không còn làm ác, sống bớt tham lam, biết gì, sống phước hạnh, biết bố thí cúng dường, biết lập công đức, biết sống theo phước hạnh, biết sống theo giới lành, biết sống không còn khổ đau tuổi già. Như vậy thì mới là cái con người hiếu tận. Tận chữ hiếu, trả hết nợ ơn đền cha mẹ. Bởi vì cha mẹ không khổ đau nữa và hết cái nợ duyên sinh, đi vào con đường bất diệt, thì có nghĩa ta đã trả lại một mạng cho cha mẹ, và chúng ta tận hiếu từ đây. Cho nên muốn cho cha mẹ được hiểu đạo thì trước tiên chúng ta phải thực hiện các cái hiếu cho nó đúng. Không được bất hòa cha mẹ, không được hướng mình sống đức hạnh, dần dần sửa đổi tâm tính, sống đức hạnh dần dần, rồi để cho cha mẹ tin mình, cha mẹ nghe theo mình, sống nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, sống gì hướng cho cha mẹ đến đạo Phật chân chính. Cho nên chúng ta làm như vậy thì nó mới là cái chữ hiếu. Chúng ta cứ sống đức hạnh đi, hiểu đạo đi, chúng ta tu hành cho tốt đi, chúng ta sẽ biết cách báo hiếu cho cha mẹ. Lúc này chúng ta sẽ khéo léo hơn, chúng ta sẽ thông thái hơn. Bởi vì chúng ta cứu được chúng ta rồi, có đầy đủ phạm hạnh và trí tuệ rồi, chúng ta mới khéo dẫn được cha mẹ. Cho nên ngài Mục Kiền Liên là một ngài sống hiếu kính cha mẹ, được Đức Phật tán thán. Không phải là ngài xuống âm phủ mà theo cái truyền thuyết đại thừa xuống cứu mẹ đâu, mà là ngài là một bậc hiếu hạnh, làm cho cha chính bà mẹ ác của ngài hiểu ra và tự cứu lấy chính mình. Làm gì có cái ông Mục Kiền Liên nào đi xuống địa ngục cứu mẹ đâu. Truyền thuyết đấy không có đúng.
Đức Phật cũng là một con người tận hiếu. Đức Phật đã cứu được cha mẹ, làm cho cha mẹ hiểu đạo. Ông vua Tịnh Phạn cuối đời cũng đã hiểu đạo mà buông xuống giải thoát. Khi Đức Phật nghe lời Đức Phật khuyên, bà nuôi người nuôi Đức Phật là bà Mẫu Hậu Gotami cũng đã đi theo Phật tu hành, đi theo con đường với Đức. Đức Phật cũng là người trả hết nợ duyên sinh con cái, bởi vì Ngài La Hầu La, con người con duy nhất, nhân quả hiện thời, đời báo thân này của Đức Phật cũng đã tu hành. Đức Phật có đầy đủ đại phước và đầy đủ đại hiếu. Đức Phật làm cho cả gia đình Đức Phật an vui, cả em gái Sundari Nanda, cả anh em trong dòng tộc rất nhiều người. Đức Phật là một người hiếu nghĩa, là một người hiếu đạo. Cho nên Đức Phật là một người đầy đủ phước báo và đầy đủ phạm hạnh. Đức Phật là một hàng hiếm có ở đời. Cho nên chúng ta nhìn những cụ già sống trong già khổ nó rất là đáng thương. Những cái cụ già mà sống trong khổ thì nó rất là đáng thương. Hôm nọ có một cụ đến nói chuyện với thầy. Cụ ngồi trong làng, cụ nói chuyện với thầy. Cụ già trong làng. Cụ nói rằng, thầy ạ, người ta chê người già, nhưng già là già, cứ gừng càng già càng cay. Ý là càng già càng thông minh. Gừng càng già càng cay, càng có nhiều kinh nghiệm sống mà. Thầy mới cười, thầy bảo, cụ ơi, con thì con không thấy cay, mà con thấy gừng càng già như các cụ thì càng cay nghiệt. Thứ nhất là cay nghiệt, bởi vì sao? Sống già khổ, đau lưng mỏi gối, phiền não, làm ăn không được, đi tới đi lui không xong, sống cuộc sống vật vã, cô đơn, con cháu thì làm không được gì, nó chán, mình thì phiền não. Sống như vậy là cuộc sống cay nghiệt, nghiệt ngã. Thứ hai là cay độc. Càng già thì tâm tính càng gì? Càng nhỏ nhen, tranh giành cả hơi, tức giận, chửi con mắng cháu tức giận. Vì phiền não thì sinh đi, sinh tâm chướng ngại. Cho nên thì mới trách con trách cháu, rồi tranh giành cả với con cháu, tranh miếng quả tấm bánh và bì tị mấy con cháu. Có khi cha mẹ chăm cháu thì không chăm mình thì buồn phiền. Bố mẹ đấy, con cái mình nó chăm con, nó không chăm mình thì cũng canh tị. Thì trở thành hiềm hận rồi, tới trách con trách cháu, trách cuộc đời này, trách trời trách đất, thì gọi là cuộc sống cay độc. Thế thì con chỉ thấy cụ, các cụ già hầu hết là cay nghiệt và cay độc, chứ cụ nói cay gì? Cụ già ngồi trầm ngâm, cụ bảo đúng thật thầy ạ. Cuộc sống của chúng tôi bây giờ là đúng là cuộc sống cay nghiệt và cay độc, nghiệt ngã và độc địa lắm. Như vậy là già khổ. Sống như vậy mà sống chẳng được, chết chẳng xong. Cuộc sống người già là cuộc sống cay nghiệt, nghiệt ngã. Như vậy là già khổ. Không có lấy một ngày an vui. Sống như vậy là già khổ. Càng già càng khổ, càng sống lâu càng khổ. Còn cái người tu hành phải càng sống lâu càng vui, càng trường thọ càng vui.
càng trường thọ càng minh mẫn, không lú lẫn, liệt tuệ. Càng trường thọ càng gì? Nhẹ nhàng, thư thái. Nó mới là già không khổ. Cho nên Đức Phật bảo sinh già bệnh chết khổ, còn cái người tu nó không có sinh già bệnh chết khổ, mà nó sinh già bệnh chết sướng. Sinh sống sướng, thanh thản, an lạc. Già sống sướng, an vui, thanh thản. Bệnh tật coi thường, sống bình thường và biết nhiếp phục bệnh tật, giữ gìn thọ mạng an ổn nhờ thiền định, thì bệnh không có bệnh khổ, có bệnh mà như không. Chết thì nhẹ nhàng thanh thản, không có đau đớn mệt nhọc gì, không có nằm chết là chết. Thậm chí thích sống thì sống, thích chết thì chết. Ra đi thanh thản, không màng luyến thương. Như vậy là không có. Người như vậy là người sinh già bệnh chết sướng. Sinh già, sinh là sinh sống, già là sống già, bệnh là thân bệnh, tâm bệnh, chết là chết khổ. Cái người phàm phu không biết tu hành thì sinh già bệnh chết khổ. Còn cái người gì làm chủ được, tu hành làm chủ được, sống trong giới làm chủ được, thì sinh già bệnh chết sướng. Nó khác nhau ở chỗ đó thôi. Ai cũng sinh già bệnh chết, không ai tránh khỏi quy luật đó. Nhưng người ta sinh già bệnh chết sướng. Bây giờ mà bệnh khổ mà ngồi đó mà rên la đau bụng, ôm đau rên lao đau đớn, không tu hành có 4 thần túc, không tu hành có 7 giác chi, không tu hành có 4 thần túc, không biết khắc phục nhiếp phục, bất động trước cảm thọ và các ác pháp, mà cứ đau đớn rên la kêu la như vậy, rồi mệt nhọc như vậy, phải nằm hôi thối cho người hầu hạ như vậy, buồn khổ trong cái việc đó, thế rồi kêu la đau đớn như vậy, có nghĩa là mình vẫn gánh khổ. Cái người có tu hành mà có nằm liệt chết thanh thản, nằm liệt một chỗ vẫn vui, an vui, thân thể không hề đau đớn, sống đời tật nguyện vẫn vui, chấp nhận tùy thuận bằng lòng, sống thở vô thở ra thanh thản, nhiếp phục. Cái cô hiệp Bắc Ninh này, liệt hai chân, bằng lòng tin ý chí của cô ấy đến đây mà thầy chỉ dạy pháp môn ý thức lực, thân hành niệm, mà cô ấy giờ cô đi lại được vậy, đi chục cây số được vậy. Cô liên hiệp vào đây, trong cái nick nào hay xem bài thầy, cô hiệp, cô liên hiệp đấy. Các vị hỏi cô ấy xem có đúng như thế không, pháp môn của Phật kỳ diệu không. Nên chỉ có hướng cho cha mẹ già biết tu hành, mình không còn phải khổ vì cha mẹ, mà cha mẹ không phải khổ vì mình. Như vậy mới không còn khổ mình, khổ người. Đấy mới trả hết chữ hiếu. Đây này, Mai Linh đang xem này. Bố Mai Linh là ông Việt điếc, tiểu đường nặng, sống câu có, sống khổ đau. Mai Linh một cái nick có bông hoa hồng đang xem này đấy. Mà theo thầy, thầy hướng cho tu học. Giờ bệnh tật hết, sống không còn chấp trước khổ đau, an vui thanh thản, một mình, con cháu không phải lo hầu hạ. Có nghĩa là cái hiếu của các con này đã trả được cho cha mẹ, là không còn khổ mình khổ người, không khổ mình không khổ cha mẹ. Ông Việt giờ ông sống mình ông không cần con cháu. Mấy học trò nhà thầy nó bảo là con nợ cái đống núi rác, bây giờ con đổ được đống rác sang nhà thầy. Ừ, tốt. Ở đây là cái sống theo cái núi tơ vò khổ đau.
Cho nên người già là phải tu giới, sống trong giới lành, làm cho cha mẹ không sát sinh, làm cho cha mẹ không còn chống chạy theo dục lạc, làm cho cha mẹ không có gì, làm cho cha mẹ không còn tự mình khổ đau, làm cho cha mẹ mình bớt tham lam, làm cho